Trời ơi, thôi bữa nay là thôi ơi, bữa nay bất ngờ người yêu mới lại tặng vàng cho chị Lệ Hoa. Đồ tặng cái giá cho chị đó mà không ơi. Ôi, ôi, ôi. Đây là cái nhà ơi, nhà yêu là tặng cái giá này nha. Rồi bữa nay đi đâu hả? Đi thăm sao? Kêu sao? Rồi anh đi đâu? Thăm Lệ Hoa. Thăm làm gì? Thăm coi nấu ăn nấu uống coi sao. Sao mà mình có ăn ké không? Không. Không. Ừ. Thiệt không á, nhìn thì... thấy là thấy phái rồi đó. Bữa nay chị Lệ Hoa ăn cá lóc môi chè ăn không? Cá lóc mà chè tôi không có ăn đâu, tôi ăn cá dưa hồng không mà. Ờ, cá dưa hồng ha. Vô thử coi. Coi bữa nay nó nghe là đấy nè, ông mặc cái áo tinh vô nữa kìa. Ừ. Gì đó hả? Ừ. Có. Này ông trồng sao bả hay gì trời. Phải trồng sao bả không? Vô. Trồng sao. Trồng sao nữa ha. Dạ. Ông bà này chị Lệ Hoa nhìn trồng quá cái gì không vậy? Nhìn trồng sao nhìn giống ba chồng quá. Ừ. Mặn gì em? Thôi em làm gì em kìa. Đi vô. Bắt chó vô đi, bắt chó vô đi kìa. Chị cá không? Ồ bữa nay mặc cái quần kéo tới cổ luôn đà. Cao chứ nó này. Hỏi em làm gì hả? Hả? Hỏi nghe em làm gì vậy? Em làm gì vậy em? Cái gì vậy? Gì vậy? Ta làm gì vậy? Đúng tay đúng chân người ta vậy? Ai đó chị Hoa? Bạn hả? Một chai mới nữa hả? Chăm thủ ông vô không có nhà vô đây ăn hổm về vô đây ăn cơm thấy gì trời. Mấy bạn ơi ăn cơm mà. Không có ăn cơm đâu anh à. Chứ ăn cái gì? Ăn lễ quá. Ăn phải ăn hết luôn. Không chừa đó. Quá đủ à. Cái gì hả? Mấy ông này không phải rồi, không phải trong nhà rồi, đi vô có khổ luôn. Chị qua bắt nó đứng ngay nè cưng. Đây là món gì chị qua? Nè món gì chị qua? Làm chim tây làm mắm ăn. Ngon nha. Giờ đổi món đằng cái lớp môi trời ngán quá. Giờ cái chơi đồ học đi. Giờ đằng cái lớp môi trời hoài ngán quá. Ở gì đó vậy? Ông ngồi sao ông làm gì vậy? Ông phe vàng hay gì tợ? Trời ơi. Trời tặng anh luôn hả? Trời ơi, thôi bữa nay là thôi ơi, bữa nay bất ngờ người yêu mới lại tặng vàng cho chị Lệ Hoa. Đồ tặng cái giá cho chị đó mà không có. Trời ơi. Trời ơi. Đây là cái nhà ơi, nhà yêu là tặng cái giá này nha. Trời ơi, em mà. Không người em nói đi. Trời ơi. Chó không chịu con này rồi nha. Cái chuyện ta ơi, chịu ông A Trải quá à. A Trải cũng có chịu. A Trải lúc chịu không thấy không ạ? Hả? Kiếm A Trải kia hôm nay ông lợn kiếm A Trải thì ra mà ông cua bà qua được. Ông cua cho lợn. Ủa bữa nay phong cách này phong cách gì á Chầm Hên? Hả? Phong cách gì ăn bận không? Ăn mặc bỏ áo trong quần. Có tên vô nữa kìa ông nội ơi. Mày vô nhỏ, chồng nhỏ là vô chồng, nhỏ. Chồng nhỏ. Chồng lớn thì vô lớn. Nè. Ổng như nói là một đêm ổng làm tới ba phát lần đó. Đó ông để ba cái ly kìa. Đây là cái ba cái. Ừ, ba cái luôn. Đây giống như là ảnh gia hiệu. Gia hiệu đó. Ba cái ly luôn. Ba cái ly luôn. Cái giá là ba hiệu là ba cái. Trời ơi. Biết lựa phải không? Biết tặng gì phải không? Vàng này vàng gì á Trâm Hết? Vàng gì á? Vàng hay sỉ 3 đồng 2 chỉ. Vàng muốn chạy trên biên mà các bạn. Vàng dữ lắm này, cái đỡ rồi khét rồi. Bữa nay cá lóc mò trời không làm hả? Ngán quá ăn không giờ, ăn cá lóc mò trời hoài ngán quá giờ. Cá đuôi hồng đi, cứ đợi món đi. Đâu sẵn đây Trầm Hên để tặng cho chị Lệ Hoa ông bài chị Trầm Hên. Tên bản rồi. À, mùa xuân những tiếng dầu đi. Vô. Mùa xuân gì? Mùa xuân em đi hái hoa về. Tan lửa coi hoa, hãy bắn lửa bắn khác đi. Bắn khác đi. Vô. Mùa xuân ơi. Em nghe mùa xuân hát câu bên thềm đồi núi chập chờn, em nghe gió chiều ơi lá lơi, nghe gió anh vừa hòa đàn ơi,
em chưa một sương nát bên như cười gió rồi. Em nghe tiếng đàn anh ngỡ ra. Trời ơi, vô kèo ha. Nè, đây nè. Lỗng ra rồi em. Cá đi. Ta người yêu cũ bả điện về. Bây giờ tại trong khi chờ đợi thì biết làm thơ không? Biết làm thơ không? Dạ. Tao cũng biết làm gì đâu, tao coi ca cái bản gì Ấn Độ dạ. Mẹ vậy. Ấn Độ đó. Dạ. Rốt. Mày Ấn Độ luôn. Ô vua. Hát rồi chắc cặp cạn. Lòng anh muốn tụ thôi. Vừa lên nó vừa đi đà đi ngã ca đồ en a đi đà buồn vật trên đó na na duyên xa anh muốn yêu em. Qua đồng hành vé luôn. Cá đàng hoàng lại. Có đàng hoàng lên chưa? Một bài nào, một bài nào vui quá. Cá bắt đầu bắt đá gì? Tình đẹp mà chôm chôm cái gì? Vô. Bắt gì cũng vợ mà ca cho đàng hoàng. Mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm. Chúng qua ơi hàm tiêu, có chàng một thiếu niên. Xin cưới mà tôi ấm, Vĩnh Long thăm bạn gì. Rồi mình xa cách nhau, sắp đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn được ban sơ. Kẹt rồi này kìa. Có cái sạn nó chở. Anh đi rồi ông sao, anh đi làm mình nói rồi lết mùa chơm chơm. Mong cho mai sau tình đã luôn có nhau những hàng gửi vượt nhau đưa em sang sông nhìn chôm chôm chính bằng chuồng ghe mái đuôi tôm cài được ok rồi thấy mà hát nữa đi em lỡ ngày mai sông cạn đá mòn. Hà hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết hằng sâu. Hát nữa đi anh, em bây giờ rốt tình đêm trăng. Mà giờ đây có nhau trong đời, đường đi qua nó xanh dài tuyệt vời. Rồi kìa, coi chở cái tiếp bắt kìa. Khét luôn rồi kìa ơi. Hỏi em yêu bữa nay chồng có về không? Hỏi lại. Em, chồng em có về không em? Không. Không rồi, vô rồi. Vô bánh rồi. Vậy là hai đứa mình đó hai em. Tí hai đứa mình ăn cơm đó em. Ăn cơm luôn ha. Trời ơi. Chút nữa ăn cơm trước kẻn hay sao kẻn? Ăn cơm trước kẻn rồi ha. Cái gì vậy? Làm gì ta? Ăn cơm đó. Diễn tả. Ăn cơm đó. Trời ơi trời, diễn tả và bà người yêu ăn cơm vậy mà kỳ á. Bữa nay ăn lợn đi nhà không gì nó ngoài bộ hông hết á. Tờ vô tờ quen người ta mà kể cái tật của người ta. Vô không anh? Vô. Chào con chồng đấy luôn đi. Em chồng em đâu rồi em? Đi làm rồi ba. Bán rồi bán cái gì trời? Cái bán gì đâu mà hát đâu. Cá chín chưa? Cá chín chưa? Còn bên kia nó mới vàng. Ngon quá, vừa hồng. Ngon ha, thành nước mắm ớt hết thể luôn.